Mà bút á là bút để làm gì? Để viết. Còn thời trang là thời trang, nó phải có một cái giá trị. Cái bút này ví dụ ký được bao nhiêu tỷ đồng, giống như cái bút của Sắc Phú hay là Sắc Hưng hay Sắc Việt hay Sắc Bình là ký ra bao nhiêu tiền ấy, thì mình truyền lại cho con cháu nó có giá trị đúng không? Như cái bút đấy bao tiền ấy? Dạ nó dao động từ 1 triệu 2 cho tới cái còn trên tay đang cầm trên tay á là bao nhiêu tiền? Ồ, cái này là cái mà mô phỏng lại chiếc bút mà đắt tiền nhất của cái thương hiệu đắt nhất thì cái này là 20 triệu, trong khi sản phẩm em có thể cho chị dạ không? Trong khi một cái bút này là 700 triệu của cái hãng bên kia. Chúng em nhìn và chúng em thiết chế tạo máy để làm theo ạ. À bút khác à? Dạ. Cái này là cái mà mô phỏng lại chiếc bút mà đắt tiền nhất của cái thương hiệu đắt nhất thì cái này là 20 triệu. Cái này là 20 triệu. Như cái bút này là bao nhiêu tiền? Như cái bút này bao nhiêu tiền? Dạ cái bút máy đó, cái bút đó là 5 triệu 9 ạ. 5 triệu 9 à? Nhưng mà cái này là của công ty mẹ chứ không phải của công ty Blue Sài Gòn gì. Người Việt Nam mình là tự hào hai thứ là anh dũng và văn võ song toàn. Thế thì anh thấy cái sản phẩm của em rất là dễ thương. Mà không phải là vì người ta to mà mình không dám chơi với người ta, đúng không ạ? Mông Mờ Lăng là cái gì? Parker là cái gì? Thương hiệu nào một thương hiệu Việt Nam mà muốn làm cái lớn thì phải làm từ cái bé, đúng không ạ? Cho nên là anh thích cái số 32 vì anh có kinh nghiệm là anh đàm phán từ 32 rồi. Và vì một ý nghĩa là 32 thì nó có một cái lý do khác. À, chúng tôi đến đây để kêu gọi đầu tư 20 tỷ đồng, 30% cổ phần. Thì tôi sẽ góp với anh 20 tỷ nhưng mà đổi lại 50% cổ phần. Tôi xin phép được từ chối cái offer này của Sắc Việt ạ. Tôi đề xuất 50%, nếu mà 50 anh không đồng ý thì bao nhiêu anh đồng ý? Tôi chỉ có thể offer thêm được khoảng 2-3% nữa. Tức là 33%. Anh nghĩ sau cái số 40. Không, 40 không được. Ý anh là khoảng 35% anh đồng ý thì... Không, 35% thì không, khoảng 33%, tối đa 33%. Nếu anh nói 35% thì tôi đồng ý đầu tư với anh. Tại sao anh lại đi tiếc một vài phần trăm thế? Tri kỷ người ta có thể cho vào nhau cả cái cuộc đời của mình. Tại sao mình lại tri kỷ mà... Thế tại sao Sát không lấy 33 đi? Ông đừng có bới nhau ra thế. Quyết đi mình thoáng mà. Đấy anh thấy thôi, xung quanh toàn là địch cả. Đến lúc nào đấy em sẽ biết là tại sao anh chọn 32. Số đấy nó bị ngao á. Để yêu cầu là 4 tỷ. Đúng không? Với tỷ lệ cổ phần là 32%. Ra chiếc bút này em có thể ra cái dòng từ vỏ sò ốc ngọc trai mà loại 2 thì có thể từ 300-400 ngàn thôi ạ. Rồi không mình làm chơi hẳn giá cao cho thế giới biết thế nào mình cao thế nào. Thôi em chốt đi. Em chốt 2 xác đi. Chốt. Nhớ em. Tôi giết anh. Thôi em. Thôi em. Thôi em.
Giáo viên kia. Dính à, dính à? Dính hai lần. $450 triệu thì có phải là em được gần 1.000 lượt, gần 1.000 tháng đúng không? Thôi, chốt luôn đi. Chốt luôn. Em kết luận sớm đi em. Dạ, em có thể hỏi một phút thôi được không ạ? Em ra thăm mình dạ. Đi. 2 phút thôi nha. Cho đúng 2 phút thôi nha. Quá 1 phút, quá 30 giây là không được đâu. 1 phút 1. chốt kết luận đi. Chốt kết luận cơ mà. Được 10 củ rồi. Ông vừa nói từ gì nói nhá. Em kết luận chứ. Thế là vừa sắc Việt sắc hơn. Nói kết luận mà. Em vừa nói từ gì nữa. Nói kết luận chứ. Ai biết được. Tối nay mình là to quá, thế này mình phải đi thôi. Em xin cảm ơn các sát ạ. Em có thể cho em hỏi là em có thể nhận được cái phương án là cả hai sát cùng đầu tư được không ạ? Em chọn một sát thôi. Em mà chọn hai sát rồi đánh nhau lắm, vừa sau hai ông đánh nhau. Chị ở trên đây chị can không được. Dạ vậy em xin phép chọn sát Việt ạ. Wow. Nói chung là sát Việt viết có bút viết lên trời thắng rồi. Em làm anh mất hơi vì nhiều tiền đấy. Hưng một phát, Liên một phát.